Clip này là bên cối 10 nha anh em, riêu nhôm. Máy cuốn này là 1 triệu 8 một cuốn nha, bao nghe bao đổi trả nha, đừng làm đứt dây băng. Rồi, cái này ở đây mình còn có một cuốn nhạc xuân thôi, tất cả là riêu nhôm hết nha anh em. Đó, cuốn nhạc xuân này nè, đang trong máy Akai đây. Còn cái này là 22 ca sĩ, 22 ca khúc luôn, đúng chưa? Cái này là gọi là tuyến chọn nha anh em, tuyến chọn nha. Cuốn này anh em cũng đáng được nghe nè, tại vì cái người thu á là người ta sẽ biết nha anh em. Đây dạng như vậy. Còn cuốn này là cuốn số 1, số 2. Bên có chọn lọc số 3. Thì anh em có nhu cầu thì Zalo nha anh em, Zalo đi, mình sẽ gửi cái link qua cho. Chứ bây giờ tùm lum hết. Cái này Thanh Thúy nè, ban nhạc này Thanh Thúy này, và Bre 75 này, Selection này, rồi Khánh Ly với Thanh Thúy nha anh em. Đó, ở đây còn cuốn Di Khánh nữa là hết rồi anh em. Đây này, rồi quá trời. Đây còn cuốn nhạc xuân nữa, đây này, Shotgun, Shotgun 72 thì sao ạ? Rồi, ok anh em nha. Anh em nào chơi thì nhắn mình nha. Đây đây, 2, 4, 6, 7 cuốn.